Đề 2 thì bài này người ta đặt điện áp vào hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Thì tại thời điểm T, điện áp hai đầu tụ điện là U và cường độ dòng điện qua nó là I. Thì người ta bắt các em xác định hệ thức liên hệ giữa các đại lượng. Thì ở đây ta có này, vì là điện áp ở hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện luôn vuông pha với nhau, vì thế nên gì nhỉ, U trên U0 tất cả bình phương cộng I trên I0 tất cả bình phương bằng 1. Được chưa? Mà ta có này, U0 thì bằng U căn 2 và I0 cũng bằng I căn 2. Vì thế nên là U trên U lớn bình phương cộng I trên I lớn bình phương bằng bao nhiêu nhỉ? 1 nhân căn 2 bình phương và nó ra bằng 2 đúng không? Từ đó ta cho đáp án gì nhỉ? Suy ra đáp án D. Được chưa? Rồi. Chúc em học tốt.